Sự thật là như thế này, Trung Tử Long với ông Hạnh gặp nhau có đó là một cái duyên số thôi. Đã có đi hát với anh Minh Minh Tâm, anh nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm, anh mời Trung Tử Long mà trong cái dịp đó là có ông Hạnh. Lúc đó em ngồi em nghe, bé này ca hay quá ta. Hay quá. Hay, mà dễ thương lúc đó chỉ còn nhỏ xíu à. Mình lại nói cho cái gọi mà dân gian mà ở dưới miền quê mới gọi là dê đó. Hả dê đó. Dạ. Em ơi thôi giờ về đi, anh với em sẽ làm một cái video clip. Thử coi. Rồi được rồi, em sẽ hợp tác với anh. Cái tự nhiên hai đứa hợp tác với nhau, rồi cái bắt đầu cái quay chung, rồi cái lúc đó đi hát cái cũng mình cũng có những cái show đó. Mời Hạnh này thôi đi hát với anh nha. Mà lúc đó là nhiêu tuổi? Cái lúc đó là cách đây nhiêu năm rồi nè? Cách đó khoảng 14 năm ạ. 14 năm, 14 15 năm ạ. Lúc Hồng Hạnh cũng còn nhỏ mà. Cái Hồng Hạnh nhận lời. Mà chỉ biết rồi hồi đó mà nghệ sĩ đi hát, anh em nghệ sĩ khổ lắm. Đi chiếc bích ba vậy đó. Mà chở ở đây mà xuống tới ở dưới Tiền Giang rồi đi vô sâu trong chợ gạo hát. Xa lắm. Cực khổ muốn chết luôn á. Hát xong mà cái kỷ niệm mà nhất trong cuộc đời ở Trung Tử Long. Phải nói là lần đầu tiên luôn. Cái lần đó chở ông Hạnh đi qua bên Cần Giờ đó, nó hát hồi lúc cái phà đó. Lúc đó mới quen mà mình cũng đâu có dám, mình cũng ra lăng lắm, mình chở rồi kia nha. Đi qua tới bên Cần Giờ bên cái xe bách ba nửa đường nó bị bể bánh. Mà lúc có khoảng 11, 12 giờ ai đâu giá. Mà nghĩ cái chiếc bách ba rồi chị rồi làm sao. Mà diễn xong rồi đó. Mà diễn xong rồi đó. Cũng hên ha. 12 giờ khuya đó. Em đẩy từ mà Cần Giờ nửa đường Cần Giờ mà em dắt bộ gần sáng mới xuống tới bến phà. Trời ơi tội không? Thảm không? Là từ cái chỗ đó. Mà hai đứa luôn, hai đứa. Em dắt là Hồng Anh đi bộ theo. Dạ. Bà thấy cái công trình mà cái quá trình mà, thấy thương quá, tự nhiên cái bắt đầu cái khó quá, chị khó đẩy quá. Lúc đó Hạnh đứt ruột đó đúng không? Cho đúng nên rồi. Là yêu luôn. Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, lúc mà hai người mà hát chung nhau đó, anh Long thì anh ấn tượng nhiều giọng hát của em rồi, nhưng mà ngược lại em có ấn tượng giọng hát của anh không? Có chứ. Anh hát hay á, giọng ấm trầm quá trời luôn. Dạ. Tuy là chưa có nổi tiếng nhưng mà lên hát thì khán giả đã rần. Vỗ tay dữ lắm. Thì em nghe anh ca xong mà bước lên khán giả thích rần, nhưng mà cái tướng ngon lắm. Chết cái chỗ ngon lắm. Kém đâu không? Kém mà. Mấy năm còn ngon nữa. Tướng giờ vẫn ngon mà. Có nghĩa là ấn tượng từ hình thể cho đến giọng hát. Đúng không? Có khi nào mà ảnh á là đàn anh, em là đàn em, có khi nào đàn anh luyện cho cái giọng hát của em không? Cái đó là nhiều luôn. Em biết ơn. Nói chung là dạy tất cả cho Hạnh được như ngày hôm nay. Thì Hạnh, tức là anh vừa làm chồng vừa làm thầy của em. Dạ, luôn phải không? Dạ. Đó, dạy dỗ từng ly từng tí một. Nhưng là thánh sôi luôn á anh. Em nhớ cái album đầu tay đó là em hát một cái bài đó mà không được. Mà em khóc ròng ròng đó. Ông nói không cái chừng nào được thôi. Mà em nói trời ơi cái kiểu này ca bình thường là không nổi, mà ca chồng lên tuốt ở trên nữa. Nhưng mà sau đó em làm được. Dạ em làm thì được đó, em quyết lòng em làm được. Thì những cái bài của em ca đó người khác nói chị ơi có hơi chị cao quá em không ca nổi. Hồi đó đó lúc mà khi mà em có tập tành sáng tác gì cho, tức là lúc mình mê quá, mình yêu quá mà yêu mình bỏ hết mình dạy nè. Tại vì thường á là bí kíp nghề nghiệp là cũng ít ai mà dốc hết lòng để mà chỉ bảo vậy đâu. Đó rồi có mê quá rồi có sáng tác, giống như mấy ông nhạc sĩ mà mê một cái gọi là nàng thơ của mình á. Chị có không? Bên cái lương ở đây là hình như là chỉ có một mình Trung Tử Long là một cái người đo ni đóng giày cho Hồng Hạnh. Bởi vì những cái bài hát của Hạnh hát là em biết không ạ? Bởi vì cái bút danh không phải là Trung Tử Long mà cái bút danh của em là Trường Giang. Thì những cái bài hát nào mà ở trên mạng, trên YouTube Trường Giang là đều của Trung Tử Long hết. Em đã viết rất là nhiều. Bữa nay mới biết đó nha. Là em viết riêng cho Hạnh. Dạ. Rồi á là em đi diễn đi đồ rồi em có cho ai diễn với Hạnh không? Hay là chỉ có em độc quyền thôi? Độc quyền luôn. Hình như là hai đứa có cái lưu trí với nhau rồi. Khi mà lên hát á, mà em hát với người khác á, thì nó không có cái sự mà ăn không với có nhau. Đã đúng không? Còn hát với Hồng Hạnh đã quen rồi. Trước khi mà anh Trung Tử Long á gặp Hạnh á, là anh đã có mối tình nào chưa? Trước đó thì Trung Tử Long đã có một bà vợ trước. Có một gia đình rồi. Có gia đình rồi. Thì hai đứa có một đứa con. Thì đứa con sau này nó cũng đi theo nghiệp mà của cha, nhưng mà nó đi rẽ hướng khác. Cha thì ca giọng cổ, nhưng mà con thì ca nhạc. Thì đó là ca sĩ Diệp Tư Đồng. Hiện bây giờ đang sống với Trung Tử Long. Còn em thì đó. Sao? Mẹ kế. Em thì cũng đổ vỡ gia đình vậy đó, rồi mới gặp Long đây. Mình cũng đã lớn rồi cho nên cũng có suy nghĩ mình chín chắn hơn, hiểu nhau những gì tật xấu hay là những cái gì mấy thì mình cảm nhận được thì đến với nhau.
Rồi hai chồng á lấy nhau rồi bây giờ qua phần thứ nhì nha. Dạ. Phần thứ nhì bắt buộc phải có nha. Đó. Là giờ nếu vậy thì có hé lộ cái tật xấu gì không? Đó. Hay là vẫn đẹp như là lúc mà mình đang yêu nhau? Hai người đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ chứ cũng hai đứa sống chung với nhau khoảng 14 năm. 14 năm rồi đó. Có em bé chưa? Dạ chưa. Nếu gì nói mà xấu thì chắc nhiều lắm chị. Dạ thì đi hát chung với em đó thì mỗi đêm nào cũng hát, tại vì đêm nào cũng lịch diễn suốt mà, chỉ có cái nhậu thôi. Hát xong rồi ở lại nhậu? Không, chưa có hát, chưa có đi diễn mà chiều đã nhậu sớm. Lên sân khấu á, cầm cái micro đây mà cà dính sân khấu rồi mà đứng hoài. Em giới thiệu rồi mà sao anh không lên? Em giới thiệu ông cao một bài rồi đó, sao anh không lên? Thôi lên hết nổi rồi. Rồi bắt đầu mấy chiều xuống cái khán giả hỏi, ủa Trung Tử Long đâu? Lại thấy một mình hát, người ta mới hỏi. Cái em nói Trung Tử Long bị gió trúng gió. Bà con bây giờ nếu không tin thì cứ ra sau hậu trường thì thấy ông ngồi ba bốn người dìu xuống xe. Người ta nói chết rồi, ông trúng gió thiệt rồi. Đâu dám nói xỉn. Lâu rồi phải không? Dạ, lâu. Chuyện là... xảy ra đã lâu rồi, bây giờ là không có như vậy nữa đúng không? Không, còn chứ không? Dấu gần đây có nữa, trời ơi tái diễn nữa. Nhậu xong á, tôi nói anh ơi, bây giờ mình yêu chồng mình phải yêu luôn cái tật xấu của chồng mình. Thì em không nhậu được thì thôi em ở nhà anh nhậu, nhưng mà nhớ đi xe hơi, taxi rồi về đi. Không, cứ chạy xe Honda về. Lộn cho 10 vòng mới đây cũng khoảng tháng. Trời ơi, có sao không? Đeo nơ tùm lum hết trơn luôn. Cũng không sao gì, trên đầu mai khoảng 6 mũi. Đeo nơ, đeo 6 cái nơ. Dạ. Còn gì nữa không? Có điệu đàn không? Trời đất ơi, thôi khỏi nói. Em nói chỉ là thánh rồi. Kỷ niệm coi như là lần đầu mà đi cua mình đó, không có tặng bông hoa đó thôi. Này không có làm gì được. Nước hoa mà tặng tới tấp. Tôi nói ngồi kế bên hả, mà tôi nói ủi, trời ơi, nực nồng vậy đó. Trời ơi, là mê nước hoa. Nước hoa, ấm nước hoa, đúng không? Mà đi đâu giờ cô sưu tầm nước hoa về tặng cho em. Nè, tôi tặng cho ghệ trà nước hoa chứ đi tặng bông thôi. Ủa nhưng mà là ảnh tặng nước hoa cho Hạnh đúng không? Dạ đúng rồi. Ảnh xài luôn. Nước hoa luôn. Dạ, nước hoa. Có khi nào hai vợ chồng xài chung chai nước hoa không? Có chứ, cũng có, nhưng mà ảnh tặng là tặng nước hoa nữ. Bây giờ em mong ổng thay đổi cái gì? Nếu em mà mong, em mong muốn bớt soi em chút bớt rồi. Soi có bớt nhậu không? Có bớt nhậu không? Thì cái chuyện nhậu là cái đó là phải hẳn nhiên rồi. Là mong không? Là mong chị cũng mong chứ đừng nói lại lên lòng đó. Lòng phản kèo đi. Bên này có thật xấu không? Có nhiều cái mà em nói thật chị Dân nha, thánh của em ít nói lắm. Nhiều khi á, là cái người đàn bà thứ nhất là ra đường tất cả phải tươm tất từ đầu mặc quần áo cho tới cái đôi dép. Ở đây hai vô, hỏi vô làm gì? Nói vô là biết rồi, vô là để thay bộ đồ khác, chỉnh chu, tí. Còn một cái là lên hát. Em nhiều khi hát tự nhiên em quay cho khác hoài. Ủa gì kì vậy? Sao tự nhiên mỗi bữa hát bình thường? Bởi vì tại vì là lên sân khấu không tươm tất, không tôn trọng nghề là em ghét, em không thích. Em quay chỗ khác, em không hát. Em hát xong rồi quay hát, hỏi sao vậy? Em kiểm tra lại đi. Lên sân khấu thứ nhất là phải tươm tất, phải cho nó gọn gàng, sạch sẽ. Để là mình phải tôn trọng nghề của mình. Rồi cái đó là chỉ cái bề ngoài thôi. Bây giờ cái bề trong nữa nè. Hồng Hạnh thì nói chung là cái gì cũng được, nhưng mà con cái nấu ăn quá dở. Trời ơi, tôi nấu trứng cho ăn ngon gì quá rồi còn gì nữa. Chị Dân biết không, em nói thiệt đó. Có khi nhiều khi mình đi hát về cái nói em ơi ăn cơm, dọn cơm ra, chị biết cái gì không? Là cái món mà xuất sắc nhất là trứng kho. Trứng cái kho là quẩy quẩy vô kho cái là xong. Ủa là kho chứ không phải là trứng kho hột, thịt kho hột gì? Không, chỉ có trứng kho. Nếu mà được cái đó như vậy là đâu có nói gì. Mà 10 bữa là trứng kho, 10 bữa trứng kho hoài, ăn rất muốn chết luôn. Hỏi chứ ngon không? Cái trứng mà. Ngon. Không lẽ giờ chê. Bây giờ chê là ăn cái gì? Ăn luôn. Em mong cổ thay đổi cái gì? Em thì em cũng không mong muốn gì hết. Em chỉ mong là Hồng Hạnh nào lúc nào cũng vậy, bếp núc là về, là thí dụ như là nội trợ gia đình đó, nấu cơm rồi thí dụ lâu lâu cái mình mở lên mình xem chị Hồng Dân là chỉ dạy ra tới ăn thế nào. chỉ dạy nó ăn thế nào là mình phải học hỏi để mình chắc nấu cho gia đình, cho chồng được không? Đó là chỉ sửa cái đó em sẽ nhận rồi không. Sẽ thay đổi đúng không chị? Đúng. Bây giờ nè chị nói thiệt bằng kinh nghiệm của chị thôi. Đúng không, thì mình cũng nghệ sĩ hết. Thực ra mà nói á, có những lúc mà mình quá mệt. Mình đi diễn rồi mình mệt quá đi. Nhưng mà thực sự là như vậy, cái người chồng của mình á lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ thích ăn những món ăn mình nấu, thích mặc cái bộ quần áo mà mình chọn.
mình ủi thực sự mấy ông ngộ lắm. Tức là người khác ủi nhiều khi ngon hơn mình, nấu thành đúng thế hơn mình, đúng không? Đúng tâm lý à. Rồi nấu đồ ăn ngon hơn mình, nhưng mà hả, cứ vợ nấu là thích là ngon. Tại vì sao? Cái đó nó không còn là cái vấn đề mà cái khẩu vị nữa, mà nó là cái gì, nó là cái cảm xúc á. Cái món ăn đó là món ăn của cảm xúc. Mình có thể không ủi được bộ đồ, mình có thể này, nhưng mình quan tâm liên tục vậy đó. Anh ăn gì chưa, sáng dậy sao, ví dụ mình có không có đi gần nhau đó, ví dụ vậy. Cái đó là cái cách mà chị chăm sóc chồng của chị. Có nghĩa là đi đâu đi chăng nữa là chú cũng hỏi sáng nay anh ăn gì chưa nè, hôm nay trong người thấy sao, ABCD không tới bây giờ luôn. Cái đó là chị nói nghiêm túc. Thì ngược lại ảnh cũng vậy với mình, chứ không phải là một mình ơn mình. Đúng rồi, cái đó là một cái hạnh phúc gia đình. Đúng lâu rồi. Dài là phải cần chăm sóc, quan tâm lẫn nhau. Đúng.